Xuân Long TV xin chào quý bà con. Việc lựa chọn cây giống cho khu vườn của mình, ngoài việc giúp vườn cây của bà con trở nên phong phú hơn, còn giúp tăng giá trị kinh tế khi thu hoạch. Thì hôm nay, Xuân Long TV xin giới thiệu đến quý bà con loại cây giống được ưa chuộng nhất hiện nay. Xin giới thiệu đến quý bà con cây giống tắc bánh xe hay còn gọi là cây quất. Không chỉ là sự lựa chọn tuyệt vời trong không gian sống, mà đây còn là một cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Đây là giống cây tắc bánh xe tại cửa hàng Xuân Long. Cây có chiều cao từ 60 cho đến 70 cm. Khi trưởng thành, thân cây cao từ 1m cho đến 1,5m. Giống cây này cực kỳ dễ chăm sóc vì cây ưa ánh nắng, thích độ ẩm. Cây có thời gian sống rất lâu, có thể lên đến 15 năm. Trong khi việc thu hoạch thì chỉ cần là từ 5 cho đến 7 tháng là có thể thu hoạch được. Với những ly trà tắc thơm ngon thì giống tắc bánh xe này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Vì khi chín, những trái tắc bánh xe to tròn, thơm ngon, đẹp mắt, vừa giúp tăng cao hương vị, lại vừa giúp thu hút khách hàng. Bên trên là giống cây được ưa chuộng và trồng nhiều nhất. Hiện giống cây được bán tại cửa hàng Xuân Nông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.